Ok, bây giờ mình sẽ đánh giá thử cái mùi hương của chai nước hoa Acqua di Gio Absolute. Mình nhớ là chiều nay có một bạn đã comment nói là mình review chai nước hoa này. Thì mình thực sự là từ khi mà nó ra mắt đến giờ mình cũng chưa để ý lắm. Thì bây giờ tiện là mình sẽ check qua xem mùi hương của chai nước hoa này nó sẽ như thế nào. Để khá là mình có một cái cảm nhận sơ qua trước khi là mình có thể mình mua chiếc hoặc mua vial rồi mình sức để làm review cho các anh em. Thì với cái thói quen của mình ấy, thông thường thì đầu tiên là mình sẽ có các bước như sau. Bước thứ nhất đó là ở đây thông thường thì là các anh em hay dựa theo cái số điểm này, ví dụ như chai nước hoa được 3.47 của 5/5, 3.47 trên 5 của 348 volt đó. Thường thì là các anh em hay dựa vào cái số chấm điểm này đánh giá mùi hương. Nhưng mà mình thì là đầu tiên bao giờ mình sẽ dựa vào ba cột này: cột yêu thích này, yêu này, cột thích, cột không thích đó, để mình có cái nhìn sơ qua cái mùi hương này nó sẽ như thế nào đó. Thì ví dụ như ở cái chai nước hoa này thì có thể thấy là cái cột thích và cột không thích khá là nhiều, gần như là ngang nhau. Thì cũng có thể đánh giá qua mùi hương của chai nước hoa này là có thể là khi mà mình các bạn mua ấy, có thể các bạn sẽ thích hoặc là thích và hoặc là không thích, chứ khả năng cao là sẽ không có kiểu là cũng được đó. Đấy là cái mình cảm nhận sơ qua về chai nước hoa này, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai tiếp theo là chúng ta sẽ xem đấy, tất nhiên là cái thành phần mùi hương rồi. Thì ở đây có thể là các bạn sẽ, nếu như các bạn thì xem quen nốt rồi thì có thể là tự hiểu được, còn nếu mà không thì đây, chúng ta có thể vào những trang bán nước hoa, các shop nước hoa có web thì ở đây họ cũng ghi rất là rõ rồi, ví dụ hương đầu, hương giữa, hương cuối đó. Ví dụ như chai nước hoa này thì top note của nó là hương trái cây này, hương cam bergamot, hương nước biển. Hương giữa của nó là có oải hương này, cái này là cái gì nhá, hoa phong lữ, cây hương thảo đó. Base note của nó có patchouli, ngọc hương, gỗ, hương nhựa, labdanum và cuối cùng là đậu tonka đó. Ok, thì chúng ta sẽ nhìn sang cái dòng bên cạnh này. Ở đây là main notes according to your voice, có nghĩa là hiểu nôm na là người ta sẽ bỏ phiếu cho những cái nốt hương nào mà người ngửi rõ nhất khi xịt cái chai nước hoa này đó. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là đầu tiên là chai nước hoa này khi mà xịt lên, các bạn có thể thấy hương nước biển này, hương nước biển và hương trái cây khá là rõ ràng. Thì thông thường với hai cái này khi mà kết hợp với nhau ấy, thì mở đầu của nó là một cái mùi hương rất là dễ chịu, bởi vì mùi hương nước biển bao giờ cũng thế, nó rất là nó không hoàn dạng hẳn fresh mà nó nhưng cũng một dạng kiểu như thế, có nghĩa là rất là tươi mát và khá là dễ chịu. Cộng thêm sau với đó là một cái mùi hoa quả nó mix cùng đó. Thì để có thể đánh giá đây, cái nốt mở đầu chai nước hoa này khá là dễ chịu khi mà ngửi. Mùi hương nước biển nó như thế nào thì các bạn cứ hình dung là sau cơn mưa mà bắt đầu nó có tí nắng ấy, nó bốc lên cái mùi hương, cái mùi hơi nước nó bốc lên ấy, thì các bạn cũng có thể cảm nhận nó là ná như thế. Tiếp theo thì chúng ta có thể thấy là nó có gỗ này mix cùng với patchouli và đậu tonka đó. Thì có thể là cảm nhận qua là sau cái tươi mát và ngọt của hương nước biển và trái cây thì bắt đầu nó sẽ chuyển dần sang có một chút gỗ và mùi ngọt đó. Đó, thì sau khi mà chúng ta có cái đánh giá sơ sơ qua các cái nốt cơ bản
thì chúng ta cũng có thể hình dung ra được một chút là cái mùi hương nó sẽ như thế nào. Sau khi mà chúng ta check xong những cái gọi là những cái nốt chính, thì để chúng ta củng cố thêm những cái phán đoán của chúng ta về mùi hương của chai nước hoa này, thì chúng ta sẽ lên cái dòng này, nó gọi là main course. Cái này nó gọi là khi mà các cái nốt này nó phối với nhau, nó blend lên, thì ở đây người ta sẽ đánh giá là nó sẽ giống với cái nhóm hương nào nhất đó. Thì chúng ta sẽ dựa vào cái này và cộng thêm cái main nốt này để chúng ta có thêm cái củng cố. Thì ở đây người ta đánh giá nó là thuộc nhóm aromatic, có nhóm hương thơm ngát này, marine, hơi nước biển này, fruity and fresh, spicy, woody. Thì các bạn có thể thấy là hương thơm ngát, chút hoa quả và gỗ đó, cây đồng màu gỗ đó. Thì đối chiếu lại với cái main note mà mình vừa nói qua ấy, có thể thấy là đây là một mùi hương mở đầu rất là dễ chịu, tươi mát và thơm nhẹ của nước biển và hoa quả. Sau đó nó sẽ biến đổi dần sang tông gỗ và cộng thêm là ngọt, một chút ngọt của độ tuần qua đó. Đấy là cái phán đoán qua của mình. Cái thứ ba, chúng ta sẽ nhìn cái dòng này: this perfume reminds me of, có nghĩa là cái mùi hương này nó sẽ giống với cái chai nước hoa nào nhất. Thì đây các bạn có thể thấy nó đánh giá nó giống, rất giống với chai nước hoa Paco Rabanne Invictus Aqua đó. Invictus Aqua thì là có thể thấy là mùi hương này được nhiều người đánh giá là giống với chai của sản phẩm của nhà Paco Rabanne. Ok, sau đó cuối cùng là chúng ta sẽ check comment của mọi người để chúng ta có cái đánh giá cuối cùng. Thì ở đây nếu như các bạn nào mà không quen đọc tiếng Anh ấy, các bạn có thể dùng Google dịch ví dụ như nhé. Và nếu như các bạn muốn copy hết những cái comment này, bắt buộc là các bạn phải đăng ký mem trên trang này Fragrance Core, chúng ta mới có thể post copy hết được. Còn nếu không như là chúng ta không thể copy hết được đâu nhé. Đó, ví dụ như ở đây này, chúng ta sẽ nhìn nhé. Đây ví dụ như I'm really disappointed with this fragrance này, lại một đây ví dụ như các bạn nào mà không quen thì các bạn có thể ở đây quen vào đây này nhìn dính đấy. Thì ở đây là bạn này bạn nói là rất là thất vọng với hương thơm này, tôi thích thiết kế của chai đó, nhưng một là đã một phiếu là không thích rồi nhá. Ở đây thì là bạn này bạn nói là giống với cái chai Rasasi Hawass, và để nói thêm là cái chai Rasasi Hawass này nó được đánh giá là giống với mùi hương của chai Invictus Aqua đó. Không thích hoặc không ghét. Tiếp theo này, bạn này thì nói là giống chai mùi hương của Invictus Aqua. Ok, bỏ qua. Đây là một cái comment không thích nữa này. Nói tạm qua là thậm chí là kể cả với mùi hương của design thì đây là cái mùi hương rất là rẻ tiền. Bạn Profumo được đánh giá là tốt hơn đó. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ xuống này. I've been testing this for a week and with this bottle. Đây, bạn này thì được một comment là khen đó. Nhưng mà chúng ta có thể thấy qua là comment chê nhiều hơn là comment là khen đó. Những cái này, những cái comment như này thì là chung chung, không thích mà cũng không thấy ghét đó. Đây là một comment chê này: waste of money, this smell like poor man version.
Đây, một comment khen này. Bây giờ chúng ta, bởi vì là ở trên đánh giá đúng là chai, đánh giá giống chai Invictus Aqua, thì chúng ta sẽ tìm những cái comment có liên quan đến cái chai Aqua đấy, liệu nó có đúng có nhiều hay không. Đó, đây là đây nhá. Invictus Aqua smells so similar in the dry down. This has nothing to do with the aging light. No idea of printing of this. Đây nha, thì chai cái này là bản này đánh giá là chai mùi hương này, không khác gì chai Invictus Aqua này. Đó. Nói chung rất nhiều comment và các bạn nên đọc kỹ. Ở đây thì mình chỉ lướt lướt qua, mình muốn xem là nó có giống với cái chai Invictus Aqua hay không nhé. It's exactly and I mean exactly like Invictus Aqua. Lại một người nó nói là giống Invictus Aqua này. Ok. Lại thêm một pha nữa này. This Bulgari Aqua Mora Invictus very nice. Ok, lại một comment nó giống chai Aqua này. Đây này. This less interesting scent of Aqua in your life. I get the comparison with it, which is stronger and smells better. Cái này lại một cái comment nữa, nói nó là giống như là chai, có cái nét giống như là chai Invictus Aqua đó. Ví dụ như ở đây này, lại thêm exactly the same product as Invictus Aqua. Ví dụ như trong đây. Nói chung là cũng lại có một chút liên quan đến chai Pakuraban này. Chúng ta cùng xem những comment khác xem thế nào. Đây này. This one Aqua Digio Vintage. Đây. Đây là một cái chai nước hoa mang phiên bản của Invictus Aqua. Nhưng mà bạn này bạn nhận xét là nó bám mùi tốt hơn trên da của bạn này. Đó. Thì để nói lại như thế có nghĩa là chai nước hoa này ít nhiều có cái nét tương đồng với mùi hương của chai Pakuraban Invictus Aqua. Thì với cái đánh giá của mình để bỏ ra một số tiền, ví dụ như 168 perfume này đang bán 2.650.000 một chai nước hoa, 125ml đó, 75ml là 2.250.000. Và có cái mùi hương không phải là quá đặc biệt. Mùi hương này không phải là độc, không phải là quá sáng tạo, mà là giống với một chai nước hoa đã cũ. Thì đối với mình sẽ không chọn mua chai nước hoa này. Đó, mình sẽ để mà mình mua một chai nước hoa khác. Nó sẽ độc đáo hơn, hấp dẫn hơn và hay hơn. Thay vì phải mua một chai nước hoa mà với cái blend mùi nói chung như thế này cũng không phải là độc đáo mà khá là cũ kỹ rồi. Đó. Ok. Tiếp theo này, mình sẽ làm thử tiếp một chai nữa là chai Bulgari Man Black Radiant. Đó, hôm trước cũng có một bạn bảo mình là review thì lại giống như lúc đầu mình đã giới thiệu cho các bạn. Chúng ta sẽ cùng qua này. Lúc đầu của nó là có rượu rum, nhục đậu khấu này. Ở giữa cái này thì mình vừa hương hoa mình không dành lắm, để mình xem nào. Bạch đậu khấu. Ở hương giữa là hoa hồng và hoa huệ trắng này. Hương cuối của nó là da thuộc và gỗ trầm hương. Gỗ trầm hương. Nhìn sơ qua như thế này các bạn có thể cảm nhận thấy đây là cái mùi hương da thuộc mix cùng với gỗ trầm hương rất là dày và nồng. Đó, cộng thêm phải có nốt một chút rượu rum và nhục đậu khấu, mình cảm giác là nó sẽ có một chút hăng và hơi cay cay một chút. Đó, thì chúng ta sẽ cùng lên nhìn cái dòng này. Đó. Leather out warm spicy room này, animalic này. Đó, một cái mùi hương da thuộc trầm và nồng.
cộng thêm một chút gia vị cay nồng ấm để room đó. Xem ở dưới là đánh giá giống chai nước hoa nào nhé. Lại giống Bulgari Man in Black, chai nước hoa này lúc trước mình cũng đã có một chai. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem một comment ở dưới sẽ như thế nào, xem là có giống như là mình đã phán đoán mùi hương của chai nước hoa này không. Nên xem nào. Đây nhá. Black Oriental has very strong spiciness. Chai nước hoa này rất cay nồng, rất là mạnh. Nó như là tiêu đen này, đặc biệt là nốt mở đầu đó. It's all about the leather room. Như bạn này thì comment là bạn không cảm nhận thấy mùi out, mùi trầm hương. Đây như này, sharp, trầm hương sắc với cay nồng và da thuộc đó. Đây lại cay nữa, cay nồng nữa. Đây một cay nồng và một chút rượu rum whisper. Đây các bạn có thể thấy rất là nhiều nhận xét là thuộc dày sắc và kết hợp cùng với nốt cay nồng. Thì đó, ngó qua thôi, chỉ cần đọc vài comment nói tóm lại. Mùi hương này rất là mạnh và có thể nói là nó không quá đặc sắc rất rất nhiều những cái chai nước hoa mà có cái cách blend mùi ra như thế này. Da thuộc này cùng gỗ trầm hương rất là mạnh và nồng, với một chút rượu rum mix cùng nữa để mà tạo cái gia vị cay nồng phương Đông. Nói chung là không có gì đặc biệt cả. Chai nước hoa này để xem các trang bán nào nhé. Ở thế giới nước hoa này 2.745.000. Nói chung chai nước hoa này không có gì đặc biệt để phải bỏ tiền ra một cái số tiền như thế để mua đó.